tôi và các vị sẽ cùng nhau đi đến gặp đức phật ba la mật thiện nhãn trang nghiêm vương khi các vị gặp phật thì tất cùng tất kính hướng về phật đảnh lễ và là chúng sinh gặp được phật thì tất cả nghiệp chướng đều được tiêu diệt sạch tất cả khổ não đều hoàn toàn tiêu hết phát tâm hồi hướng về bồ đề tự niệm tất cả các chúng sinh đều trụ đại nguyện của phổ hiền sẽ được tự tại như pháp vương chúng ta nên dùng công đức gặp phật phát tâm hồi hướng về đạo bồ đề từ niệm tất cả chúng sinh, dùng mắt từ bi trong tất cả chúng sinh. Mọi người nên phát tâm học tập đại hạnh, đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta sẽ đắc được tự tại như đấng Pháp Vương, Phật. Các Phật tử, khi đồng tử Đại Oai Quang nói vài kệ đó, thì nhờ thần lực của Phật mà âm thanh vô hạn, tất cả thế giới đều nghe được vô lượng chúng sinh, đều phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, khi Đại Oai Quang đồng tử nói bài kệ đó thì nhờ đại oai thần lực của chư Phật nên âm thanh nói bài kệ chẳng có chướng ngại thông đạt đến mười phương thế giới chúng sinh nào nghe được pháp âm đó đều phát bồ đề tâm lúc đó vương tử đại oai quang cùng với cha mẹ và các quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn ước na do tha chúng sinh vây quanh trước sau các lỏng báu như mây che khắp hư không tất cả mọi người đều cùng nhau đi đến chỗ đức như lai ba la mật thiện nhãn trang nghiêm vương Lúc đó, Vương Tử Đại Oai Quang, Bồ Tát Đại Oai Quang và cha mẹ của Ngài, cùng với anh chị em tất cả quyến thuộc và vô lượng trong ngàn ước na do tha chúng sinh vây quanh trước sau, những tràng phan lọng báu như vầng mây cát tường che phủ khắp hư không, mọi người cùng nhau đến đạo tràng của Đức Phật. Bà làm bà thiện nhãn tràng nghiêm vương, đành lễ Đức Phật cung kính nghe Phật nói Pháp. Đức Phật đó nói kinh thể tánh Pháp giới thành tịnh trang nghiêm có các kinh nhiều nhất số hạt bụi biển thế giới làm quyến thuộc đức phật ba la mật thiện nhãn trang nghiêm vương vị bồ tát đại oai quang nói kinh thể tánh pháp giới thanh tịnh trang nghiêm tức cũng là kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật pháp giới là đại phương quảng thể tánh là phật thanh tịnh là hoa trang nghiêm là nghiêm bộ kinh đó có các kinh nhiều nhất số hạt bụi cõi phật làm quyến thuộc các đại chúng đó nghe kinh đó rồi đều đắc được trí huệ thanh tịnh, tên là vào tất cả tịnh phương tiện, đắc được thập địa, tên là ly cấu quang minh, đắc được luân bà la mật, tên là thị hiện tất cả thế gian ái lạc trang nghiêm, đắc được hạnh luân tăng trưởng, tên là khắp vào tất cả cõi vô biên quang minh thành tịnh kiến, đắc được hạnh luân thú hướng, tên là ly cấu phước đức vân quang minh tràng, đắc được chứng luân, tùy vào tên là tất cả biện pháp quang minh rộng lớn, đắc được hạnh phát thú truyền thâm tên là đại trí trang nghiêm đắc được biển trí huệ quán đảnh tên là vô công dụng tu cực diệu kiến đắc được hiền rõ đại quang minh tên là như lai công đức hải tướng quang ảnh biến chiếu đắc được trí thanh tịnh sinh ra nguyện lực tên là vô lượng nguyện lực tín giải tạng bồ tát đại oai quang xuất lãnh tất cả chúng sinh sau khi nghe Đức Phật Bà La Mật thiện nhãn trang Nghiêm Vương nói kinh Hoa Nghiêm rồi, bén đắc được người pháp ích mà khai mở đại trí huệ. Một đắc được trí huệ thanh tịnh tên là vào tất cả môn tịnh phương tiện, hai đắc được cảnh giới thập địa tên là ly cống quang minh, bà đắc được lần Bà La Mật, dịch là đến bờ kia từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não đã đến bờ Niết Bàn bên kia. Danh từ của luân này gọi là thị hiện tất cả ái lạc trang nghiêm thế gian. Bốn đắc được pháp ích tăng trưởng hạnh luân tên là khắp vào tất cả cõi, thấy tất cả quang minh thanh tịnh. Năm đắc được hạnh luân thú hướng bồ đề tên là ly cấu phước đức mây quang minh tràng. Sáu đắc được chứng luân tùy vào tên là tất cả biện pháp quang minh rộng lớn bảy đắc được truyền thâm phát thú hạnh tên là đại trí trang nghiêm tám đắc được quán đành biển trí huệ tên là vô công dụng cảnh giới tù mà chẳng tu chứng mà chẳng chứng tù cực diệu kiến chín đắc được hiển rõ đại quang minh tên là như lai công đức hải tướng quang ảnh biến chiếu mười đắc được trí huệ thanh tịnh sinh ra nguyện lực tên là vô lượng nguyện lực tín giải tạo bấy giờ đức phật đó vì bồ tát đại oai quang mà nói kệ rằng Lúc đó vị Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương vì Bồ Tát Đại Oai Quang mà thọ ký dùng kệ khen ngợi. Lành thay, biển công đức trí huệ phát tâm hướng về Đại Bồ Đề, ông sẽ được không thể nghĩ bàn của Phật khắp vì chúng sinh làm nơi tượng. Tốt lắm, tốt lắm, Đại Oai Quang, công đức của ông cũng mãn túc, trí huệ của ông như biển cả, vì trong đời quá khứ, ông đã phát tâm hướng về Đại Bồ Đề chẳng bao lâu nữa sẽ đắc được cảnh giới không thể nghĩ bàn của Phật. Sau khi ông thành Phật, sẽ khắp về chúng sinh làm nơi nương tựa, chúng sinh sẽ nương nơi ông mà tu hành. Ông đã sinh ra biển đại trí, tất thấu rõ hết tất cả Pháp, sẽ dùng phương tiện khó nghĩ bàn vào cảnh vô tận của Phật hành. Ông đã sinh ra đại trí huệ như biển cả, ông thâm nhập tạng kinh thì thấu rõ tất cả thật tướng của các Pháp ông sẽ dùng rượu phương tiện không thể nghĩ bàn vào cảnh giới vô cùng vô tận sở hành trì của Phật. Đã thấy mây công đức chư Phật đã vào địa trí huệ vô tận, các ba la mật biển phương tiện, bậc đại danh xưng sẽ mãn túc. Ông gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, đã thấy được mây công đức của chư Phật, đã vào được địa vị trí huệ vô tận vô biên, tất cả ba la mật biển phương tiện, ông là bậc đại danh xưng sẽ được mãn túc đã được phương tiện môn tổng trì và dùng môn biện tài vô tận đủ thứ hạnh nguyện đều tu tập sẽ thành vô đẳng đại trí huệ ông đã đắc được phương tiện môn tổng trì và môn biện tài vô ngại vô tận đủ thứ hạnh nguyện của phật ông đều đã tu tập viên mãn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đại trí huệ ông đã sinh ra các biển nguyện ông đã vào trong biển tam muội sẽ đủ các thứ đại thần thông các phật pháp không thể nghĩ bàn Ông đã sinh ra tất cả biển huyện, ông đã vào sâu hết thảy biển tam muộn sẽ đầy đủ các thứ đại thần thông đã chứng được các pháp môn không thể nghĩ bàn, cứu kính pháp giới không nghĩ bàn, thâm tâm rộng lớn đã thanh tịnh, khắp thấy mười phương tất cả phật, địa cống trang nghiêm các biển cõi, ông có thể đến khắp cùng pháp giới, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, ông có tâm bồ đề rộng lớn có trí huệ thâm áo đã thanh tịnh ông thấy khắp tất cả vật trong mười phương liệ khỏi trần cấu trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư phật ông đã vào hạnh đại bồ đề thủa xưa bổn sự biển phương tiện như ta tu hành đều tịnh trị diệu hạnh như vậy ông đều ngộ ông đã vào trong biển hạnh bồ đề của ta tu thuở xưa ta tu hành đủ thứ biển phương tiện pháp môn của ông tu và pháp môn của ta tu đều tịnh trị như nhau Diệu hạnh không thể nghĩ bản như thế, ông đều ngộ dài. Ta trong vô lượng mỗi cõi nước, cúng dường đủ thứ các biển Phật, như đó tu hành đã đắc quả, trang nghiêm như vậy ông đều thấy. Đức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn trang nghiêm Vương nói, ta ở trong vô lượng biển cõi, trong mỗi cõi nước, ta đều dùng đủ thứ trang nghiêm và đồ vật để cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời mỗi vị phật ta đều gần gũi trang nghiêm hầu hạ cúng dường lúc đó giác môn mà ta tu giống như chư phật quá khứ tu đắc được quả vị như các thứ trang nghiêm đó các cảnh giới đó ông đều đã thấy được biển kiếp rộng lớn chẳng cùng tận trong tất cả cõi tu tịnh hạnh thẹn nguyện kiên cố không nghĩ bàn sẽ được thần lực như lai đó biển kiếp rộng lớn vô cùng tận chẳng có bờ bến trong tất cả cõi đều tu hạnh thanh tịnh nếu người nào có thể nguyện kiên cố, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, thì sẽ đắc được các thứ thần thông như Đức Như Lai đó. Cúng dường chư Phật chọn không thừa, cõi nước trang nghiệm đều thành tịnh, trong tất cả kiếp tu diệu hạnh, ông sẽ thành Phật Đại Công Đức. Ông ở trong đời quá khứ đã cúng dường hết thầy chư Phật, chẳng có một vị Phật nào mà ông không cúng dường, cho nên cõi nước tương lai của ông nhất định sẽ rất trang nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh ông ở trong tất cả kiếp đều tu tập đủ thứ diệu hạnh khi công đức viên mãn thì ông sẽ thành phật các phật tử khi đức như lai Ba la mật thiện nhãn trang nghiêm vương vào niết bàn rồi thì vua hỷ kiến thiện huệ cũng qua đời đồng tử đại oai quang lên ngôi chuyển luân vương bồ tát phổ hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật các vị nên biết đức phật ba la mật thiện nhãn trang nghiêm vương vào niết bàn rồi thì vua hỷ kiến thiện huệ trải qua hai vị Phật ra đời cũng qua đời. Lúc đó, đồng tử đại oai quang kế vị chuyển luân vương, chuyển luân thánh vương có bảy báu, kim luân báu, bạch tượng báu, ngựa báu, Thuần châu báu, ngọc nữ báu, kho tàng báu, chủ bình báu. Trong rừng lớn Mani Hoa Trì Luân đó, Đức Như Lai thứ ba xuất hiện ra đời hiệu là Phật Tối Thắng Công Đức Hải. Đương thời trong rừng lớn Mani Hoa Trì Luân đó, lại có Đức Phật thứ ba ra đời hiệu là Tối Thắng Công Đức Hải Phật. Thứ nhất là Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Vân. Thứ hai là Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương. Thứ ba là Phật Tối Thắng Công Đức Hải Bồ Tát Đại Oai Quang trải qua ba vị Phật ra đời, Ngài đi đến chốn Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật làm hộ pháp cho ba vị Phật. Bấy giờ, chuyển luân Thánh Vương thấy tướng của Đức Như Lai đó thành Phật, bèn cùng với quyến thuộc và bốn bình chúng thành ấp tụ lạc tất cả nhân dân đều cầm bảy bóng cùng nhau đi đến chốn phật đem lẩu các lớn tất cả hương mà ni trang nghiêm dân cúng cho đức phật lúc đó chuyển luân thánh vương đại oai quang chuyển luân bóng, mà hàng phục bốn phương là chuyển luân vương Ngài thấy tướng của Đức Phật tối thắng cùng Đức Hải thành Phật, bèn xuất lãnh hết thảy quyến thuộc và bốn binh chúng ở à, thành thị và hết thảy nhân dân ở nông thôn, mọi người đều cầm bảy bóng cùng nhau đi đến chốn Phật, đem lầu các lớn tất cả hương ma ni trang nghiêm dâng cúng cho Đức Phật, đảnh lễ Phật, rồi ngồi qua một bên cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp. Bây giờ Đức Như Lai đó ở trong rừng Mani Hoa Trì Luân nói kinh Bồ Tát phổ nhãn quang minh hạnh. Có các kinh nhiều như số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc. Lúc đó Phật tối thắng công đức hải ở trong giường Mani Hoa Trì Vân diễn nói kinh Bồ Tát phổ nhãn quang minh hạnh. Có các kinh nhiều như số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc cho bộ kinh đó. Bây giờ Bồ Tát Đại Oai Quang nghe pháp đó rồi đắc được tam muội tên là Đại Phước Đức phổ quang minh. Vì đắc được tam muội đó, cho nên biết rõ biển phước đức và nghiệp báo của tất cả bồ tát tất cả chúng sinh đời quá khứ hiện tại và vị lai lúc đó bồ tát đại oai quang nghe kinh bồ tát phổ nhãn quang minh hạnh rồi lập tức đắc đời tam muội tên là đại phước đức phổ quang minh vì đắc được trong muội đó cho nên hoàn toàn thấu rõ hết thảy biển phước đức của tất cả bồ tát tù tất cả nghiệp báo của chúng sinh tạo ra đời quá khứ hiện tại và vị lai các nhân duyên đó các thứ cảnh giới đó bồ tát đại oai quang đều thấu rõ bấy giờ, Đức Phật đó, vì Bồ Tát Đại Oai Quang mà nói bài kệ rằng Lúc đó Phật tối thắng công Đức Hải, vì Bồ Tát Đại Oai Quang mà khai thị, khiến cho Ngài khai đại trí huệ mà nói ra 10 bài kệ dưới đây. Lành thay phước đức Đại Oai Quang, các ông này đến nơi chỗ ta, thương xót tất cả điểm chúng sinh, phát thắng Bồ Đề tâm huyện lớn. Phật tối thắng công Đức Hải nói tốt lắm đại oai quang ông phước đức rất lớn rộng sâu như biển cả hiện nay các ông đến chỗ của ta vì thương xót tất cả chúng sinh mà phát tâm bồ đề đại nguyện thù thắng ông vì tất cả khổ chúng sinh khởi tâm đại bi kiến giải thoát sẽ làm chỗ tựa cho quần mê là tên bồ tát hạnh phương tiện ông vì tất cả chúng sinh thọ khổ thọ nạn mà sinh tâm đại bi muốn khiến cho họ được giải thoát sẽ làm chỗ nương tựa cho quần mê chúng sinh. Đây là tên Bồ Tát Phương Tiện Hạnh Môn. Nếu có Bồ Tát tầm kiên cố, tu các tháng hạnh chẳng nhảm mỏi, tối thắng tối thượng vô ngại giải, như vậy sẽ được diệu trí kia. Nếu như có Bồ Tát phát tâm Bồ Đề kiên cố và hạnh nguyện, xin tu tất cả hạnh môn thủ thắng, chẳng có nhảm mỏi giải đãi, thì sẽ đắc được trí huệ thủ thắng nhất, vô thượng nhất, chẳng có chướng ngại diệu trí huệ như thế là do tu hành pháp môn Bồ Tát nhất định sẽ đắc được tự hào chẳng nghi vấn gì hết. Tù phước đức Quang có phước tràng, người phước đức ở đều phước hải. Do tù hạnh nguyện của phổ hiền đầy ông đại quang hướng vào được. Người tu phước đức thì nhất định phải có quang minh, quang minh giống như tràng phước đức. Phạm là người có phước đức thì ở chỗ nào cũng đều trang nghiêm thanh tịnh. Người có phước đức đều tu hết thầy đại hẹn nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là quả vị mà đại oai quang ông hướng vào được. Ông hay dùng nguyện rộng lớn này, vào biển chư Phật không nghĩ bàn, biển phước chư Phật chẳng bờ mé, ông dùng rượu giải đều thấy được. Ông hay dùng biển nguyện rộng lớn này để vào sâu cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Tất cả biển phước của chư Phật chẳng có bờ mé, nhưng ông dùng trí huệ diệu giải thì đều thấy được cảnh giới đó. Ông ở trong cõi nước mười phương đều thấy vô lượng vô biên Phật, Phật đó thuở xưa tu biển hạnh, như vậy tất cả ông đều thấy. Ông ở trong cõi nước của chư Phật trong mười phương thấy được vô lượng vô biên chư Phật, những vị Phật đó thuở xưa tu tất cả biển hạnh, tất cả những hạnh môn đó đều hiện ra trước mắt rõ ràng khiến cho ông nhìn thấy được. Nếu trụ ở biển phương tiện này, tất vào được trong địa trí hoại đây là tùy thuận học chư Phật, quyết định sẽ thành nhất thiết trí. Nếu trụ ở biển phương tiện này, nhất định sẽ vào được trong điểm nhất thiết trí huệ. Đó là tùy thuận học tập tất cả hạnh môn của chư Phật, như vậy quyết định sẽ thành nhất thiết trí, tức cũng là thành quả vị Phật. Ông ở trong tất cả biển cõi, biển kiếp hạt bụi tu các hạnh, tất cả biển hạnh của Như Lai, ông đều đã học sẽ thành Phật ông ở trong tất cả biển cõi mười phương trải qua biển kiếp như số hạt bụi ông đều tu tập tất cả hạnh môn tất cả pháp môn hạnh môn của tất cả chư phật mười phương ba đời tu hành ông đều đã tu tập xong trong vô lượng kiếp đến nay ông đã tu Bồ tát đạo viên mãn cho nên phước huệ đều đầy đủ ông sẽ thành phật giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi đang được giải thoát rốt ráo nhờ chỗ ông thấy trong mười phương, tất cả biển cõi rất nghiêm tịnh. Cõi ông nghiêm tịnh cũng như vậy, phát nguyện vô biên sẽ đắc được. Giống như hiện tại, ông thấy hết thầy trong thế giới mười phương, cho nên khi ông thành Phật, thì cõi nước của ông cũng nghiêm tịnh như thế, vì thuở xưa, ông phát biển nguyện bồ đề cho nên sẽ đắc được quả báo nghiêm tịnh như thế. Này biển, chúng hội đạo tràng này, nghe nguyện, ông rồi sinh vui mừng đều vào thừa phổ hiền rộng lớn, phát tâm hồi hướng về Bồ Đề. Hiện tại ở đạo tràng trong rừng lớn Mani Hoa Trì Luân có các chúng sinh trong mười phương thế giới cùng nhau đến phó pháp hội số nhiều như biển, nên gọi là biển chúng hội. Họ nghe ông phát đại nguyện Bồ Đề rồi, ai nấy đều sinh tâm vui mừng hớn hở, đều đắc được đạo lý đại thừa rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Họ cũng phát tâm Muốn hồi tiểu hướng đại, hồi kỳ hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hướng về con đường bồ đề. Trong vô biển mỗi mỗi cõi nước, đều vào tu hành trải biển kiếp, dùng các nguyện lực để viên mãn tất cả hạnh Bồ Tát vô hiền. Ở trong vô lượng vô biển, biển cõi nước chư Phật, mỗi chúng sinh, ôm đều đi tu hành, trải qua thời gian biển kiếp. Nhiều như số hạt bụi, dùng đủ thứ nguyện lực để viên mãn tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát ra. Các Phật tử trong rừng lớn Mani Hoa Tri Luân đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Sương Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở trong rừng lớn Mani Hoa Tri Luân đó lại có một vị Phật ra đời hiệu là Sương Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng Phật. Đây là vị Phật thứ tư. Bấy giờ Đại Oai Quang qua đời, bèn sinh vào trong thành Tu Di Sơn Thượng Tịch Tĩnh Bảo Cung Thiên, làm Đại Thiên Vương tên là Ly Cấu Phước Đức Tràng, cùng các thiên chúng đi đến chốn Phật, mưa dài xuống mây hoa báu để cúng dường. Lúc đó, chuyển luân Thánh Vương Đại Oai Quang qua đời, bèn sinh vào trong thành Tu Di Sơn Thượng Tịch Tịnh Bảo Cung Thiên, làm Thiên Vương tên là Ly Cấu Phước Đức Tràng Thiên Vương. Ngày xuất lãnh, tất cả thiên chúng cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật phổ văn Liên Hoa Nhãn Tràng, mỗi người trời đều mưa dài xuống hoa báo như là vầng mây, dùng sự trang nghiêm đó để cúng dường Phật, lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên để lắng nghe Phật nói pháp. Bây giờ Đức Như Lai đó nói kinh Quảng Đại Phương Tiện Phổ Môn Biến Chiếu, có các kinh nhiều như số hạt bụi thế giới hài làm khuyến thuộc lúc đó vị Phật sương phổ văn liên hoa nhãn tràng vì thiên vương ly cấu phước đức tràng và các thiên chúng mà diễn nói kinh quảng đại phương tiện phổ môn biến chiếu có các kinh điển nhiều như số hạt bụi thế giới hài làm quyến thuộc của bộ kinh đó bấy giờ chúng thiên vương nghe kinh đó rồi bèn đắc được tam muội tên là phổ môn Hoan hỷ tạng nhờ sức tam muội mà vào được biển thật tướng của tất cả các pháp đọc được pháp ích rồi cùng nhau rời khỏi đạo tràng trở về trốn cũ lúc đó vị thiên vương ly cấu phước đức tràng và các thiên chúng nghe kinh quảng đại phương tiện phổ môn biến chiếu rồi đều đắc được tam muội tên là phổ môn hoàn hỷ tang nhờ sức tam muội đó mà thông đạt được biển thật tướng của tất cả các pháp sau khi được pháp ích rồi, cùng nhau hoan hỷ, rời khỏi đạo tràng, trở về chốn cũ. Hết tập 6